Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn đến với chuyện trong ngày. Thưa quý vị, số ca mắc sởi tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao. Thống kê từ ngày 23 tháng 5 cho đến cuối tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 432 ca mắc sởi, 3 ca tử vong. Đặc biệt, chỉ trong tuần vừa qua đã ghi nhận 106 ca bệnh sởi, tăng gần 54% so với trung bình 4 tuần trước. Trong khi 3 năm trước đó, toàn thành phố chỉ ghi nhận 1 ca sởi. Hầu hết các trường hợp mắc sởi đều là trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng sởi. Trong bối cảnh năm học mới chuẩn bị bắt đầu, các chuyên gia dự báo số ca sởi sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Nhập viện trong tình trạng ho, sốt, đau bụng và nôn nói liên tục, bệnh nhi này được chẩn đoán mắc sởi, biến chứng viêm phổi, hiện đang được điều trị tích cực tại khu vực cách ly của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đáng nói, dù đã 5 tuổi, nhưng bé chưa được tiêm mũi vaccine phòng sởi nào. Sức đề kháng của bé cũng yếu, nên từ lúc 7 tháng tới bây giờ là không có mà tháng nào bé không có bệnh. Bắt đầu chích cái mũi thứ tư là viêm não mô cầu BC, là bé bị sốt rồi nhập viện, rồi là từ lúc đó là thấy bé bị không có tháng nào mà bệnh dưới 2-3 lần. Khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang điều trị nội trú cho hơn 10 ca bệnh sởi. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận thêm từ 3 đến 5 ca mắc mới, cần điều trị nội trú và hàng chục ca phát ban đến thăm khám. Dù phần lớn bệnh nhi là nhóm trẻ dưới 5 tuổi, tuy nhiên vẫn có những trường hợp trẻ lớn tuổi hơn bị nặng vì chưa được tiêm vaccine. Tuy nó không phải là kiểu mà dựng đứng lên một cách ồ ạt, nhưng mà mình thấy rõ ràng diễn tiến nó từng bước, ngày hôm nay số lượng bệnh mới là 2 đến 3 ca, ngày mai là từ 4 đến 5 ca, nó có xu hướng nó tăng dần lên. Và sởi thì nó phải nằm lại, nó tích tụ lại từ từ và số lượng bệnh nó cũng tăng dần lên. Tuy nhiên thì mình cũng phải có một cái hệ thống để mà mình lọc lại những cái ca nào thực sự là cần phải nằm viện, những ca nào có thể điều trị được ở nhà, cách ly tại nhà thì mình cũng hướng dẫn người nhà về, cho nên để giảm cái chuyện là quá tải trong cái môi trường bệnh viện. Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho thấy, tính từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 27 tháng 8, toàn thành phố ghi nhận 432 ca mắc sởi tại 22 quận huyện, thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, chỉ trong vòng một tuần, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, có đến 106 ca mắc. Trong các ca mắc sởi, có đến 74% là trẻ dưới 5 tuổi. 71% trẻ chưa được tiêm chủng vaccine sởi, dù đã đủ tuổi tiêm chủng. Đáng cảnh báo là bệnh sởi đang có xu hướng dịch chuyển lên nhóm tuổi lớn hơn. Cần phải tập trung quan tâm bảo vệ nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao. Khi mắc bệnh sởi thì sẽ có biến chứng nặng và tử vong. Công tác thu dung điều trị tại các bệnh viện sẽ cần phải tập trung quan tâm tới việc phân luồng tiếp nhận các bệnh sởi, hạn chế việc lây lan bệnh sởi trong bệnh viện, và đặc biệt quan trọng nhất là hạn chế việc lây lan sởi đến những khoa điều trị các bệnh mãn tính cho các trẻ này. Các chuyên gia cảnh báo bệnh sởi sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian sắp tới, nhất là khi năm học mới bắt đầu. Triệu chứng dễ nhận biết của bệnh sởi là sốt, tiêu chảy, phát ban, và phụ huynh cần cho trẻ cách ly với những trẻ khác để tránh lây lan bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám. Ngay sau khi công bố dịch sởi, số trẻ phát ban nghi sởi đến thăm khám tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh càng gia tăng. Với tâm lý hoang mang lo lắng nên khi trẻ có triệu chứng nghi ngờ, phụ huynh ở nhiều địa phương đã chuyển thẳng trẻ lên thành phố Hồ Chí Minh mà không tới bệnh viện tỉnh. Theo thống kê, có gần 60% số ca điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh là những bệnh nhi đến từ các tỉnh thành lân cận. Điều này khiến cho các bệnh viện tuyến cuối đối mặt với nguy cơ quá tải cũng như gia tăng nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng. Đây là khu vực cách ly với quy mô hơn 30 giường bệnh, được khoa nhiễm, thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 bố trí thêm để phục vụ cho công tác thu dung, điều trị bệnh sởi. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận 368 ca nhập viện, trong đó 42 ca nặng, nhiều ca thở máy. Ngày cao điểm, đơn vị điều trị cho hơn 50 ca bệnh nội trú, chưa kể những trường hợp ngoại trú đến thăm khám. Theo các bác sĩ, nhiều phụ huynh vội vàng chuyển trẻ tới thành phố Hồ Chí Minh, trong khi các bệnh viện tỉnh hoàn toàn có thể điều trị. Điều này không chỉ khiến cho tình trạng bệnh của trẻ xấu đi, mà còn khiến nguy cơ lây lan bệnh càng cao. Sởi là một cái căn bệnh khá ư là cổ điển, và hầu như tất cả những y tế ở tại địa phương đều có thể điều trị được bệnh sởi hết. Và cái nguồn lực và nhân viên y tế và cơ sở vật chất hầu như địa phương đều có thể tham gia điều trị được hết. Tôi nghĩ rằng là những đứa trẻ này không cần thiết phải lên tuyến trên để mà điều trị. Ví dụ như ở dưới tỉnh mà phát hiện một cái ca sởi thì cũng có thể chăm sóc điều trị ngoại trú
Và nếu như mà có chỉ định nhập viện thì đứa trẻ đó phải nhập viện điều trị và cứ điều trị ở dưới tứ tỉnh, ở địa phương. Ở thời điểm bây giờ, tất cả những cái giường dành cho tay chân miệng sốt xuất huyết tụi tôi đều giảm xuống hết và tăng cái số giường đó lên dành cho bệnh sởi. Và nguyên một cái dãy nhà ở phía trên này làm cái khu cách ly để dành cho bệnh nhân sởi. Đó là cái chuyện về cơ sở vật chất, về nhân sự, chúng tôi cũng phải huy động nhân sự từ các khoa bạn để có thể hỗ trợ góp phần vào. Ngay trong bệnh viện thì những cái trường hợp mà ví dụ như tim bẩm sinh, các cháu không được tiêm ngừa sởi thì khi vào bệnh viện thì nó lại có thể lây lan cho các trẻ khác. Và như vậy thì một cái nguy cơ rất là lớn khi mà chúng ta không có kiểm soát những cái trường hợp mà chưa tiêm vaccine và cũng như là để cho tình trạng sởi có thể lây lan trong cộng đồng cũng như là trong môi trường bệnh viện. Để ứng phó với sự gia tăng đột biến của dịch sởi, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn phòng chống sởi cho tất cả các cơ sở y tế, kể cả phòng khám tư nhân. Các bệnh viện tuyến cuối sẵn sàng nhân lực, vật lực và thuốc điều trị trong trường hợp có nhiều ca nặng. Ngoài ra, để điều trị hiệu quả bệnh sởi, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ và chủ động kiểm soát lây nhiễm bệnh sởi trong bệnh viện, các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh được phân công hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện điều trị bệnh sởi cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Ở Kiên Giang thì các anh em đồng nghiệp tại khoa nhi cũng có gọi điện với chúng tôi, cũng hỗ trợ về vấn đề kiểm soát cái tình trạng dịch bệnh sởi có thể xảy ra. Mặc dù là số ca không nhiều tại khoa nhi thì chúng tôi cũng đã có hỗ trợ về mặt gọi là những cái cách ly cũng như là các cái hướng dẫn giám sát, nhận biết sớm để mà khoanh vùng cách ly và điều trị tích cực để cho tránh tình trạng lây lan trong bệnh viện. Bệnh viện cũng đã chủ động dự phòng các cái cơ sở vật chất, giường bệnh, rồi khu cách ly, rồi thiết bị vật tư để điều trị. Và tôi thấy là đặc biệt là đã chủ động mua vaccine khi mà thành phố công bố dịch thì chúng ta cũng đã chủ động mua vaccine để cho cái nhân viên y tế của chúng ta để đảm bảo là cái sức khỏe cho nhân viên y tế, đảm bảo phòng chống lây nhiễm và đảm bảo cái nguồn lực để cho công tác phòng chống dịch. Cũng theo các chuyên gia, để giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và đề phòng trường hợp biến bệnh viện tuyến cuối trở thành trung tâm phân phối sởi, cần tiếp tục tăng cường năng lực tuyến trước, hạn chế chuyển tuyến. Bên cạnh đó, phác đồ điều trị sởi cũng cần cập nhật các nội dung mới nhằm đáp ứng thực tế lâm sàng. Một trong những nguyên nhân chính khiến bệnh sởi gia tăng là do lỗ hổng miễn dịch. Do đó, ngay sau khi công bố dịch sởi, Thành phố Hồ Chí Minh đã trích ngân sách để mua đủ vaccine và tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi trên toàn thành phố. Việc tiêm vaccine diễn ra liên tục và xuyên suốt kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua nhằm nhanh chóng bao phủ miễn dịch, dập tắt dịch sởi. Với gần 100 ca mắc sởi và 3.000 trẻ còn thiếu mũi tiêm trên địa bàn, quận Bình Tân được coi là một trong những điểm nóng của dịch sởi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn quận hiện có 10 điểm tiêm hoạt động liên tục. Ngoài ra, đội ngũ công tác viên y tế còn đến từng con hẻm, khu trọ để vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm ngừa. Bình Tân đặt mục tiêu 100% trẻ em trên địa bàn đạt ít nhất một mũi tiêm sởi trong giai đoạn 1 của chiến dịch. Hôm qua thì nhà trường có thông báo với tin nhắn gửi tới cho cha mẹ biết, rồi xong rồi sáng nay mới đưa bé tới đây là chích mũi sởi thứ hai. Quận cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị rà soát tất cả các trẻ cư trú trên địa bàn, kể cả những trẻ mới theo cha mẹ đến trên địa bàn thì rà soát lập danh sách để mời ra tiêm chủng để tránh tình trạng là bỏ sót trẻ. Còn tại các bệnh viện nhi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động tiêm ngừa sởi cũng được tăng cường, bao gồm cả vaccine trong gói tiêm chủng mở rộng và vaccine dịch vụ. Trẻ mắc bệnh mãn tính hoặc có bệnh nền sẽ được thăm khám trước khi tiêm để đảm bảo an toàn. Đối với những trẻ đang điều trị tại bệnh viện chưa tiêm ngừa, sau khi sức khỏe ổn định cũng sẽ lập tức được tiêm bổ sung. Trong đợt này, vaccine cũng được sử dụng tiêm ngừa cho cả đội ngũ nhân viên y tế, người làm việc tại các cơ sở khám chữa bệnh có nguy cơ tiếp xúc người mắc bệnh sởi hoặc chăm sóc trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao. Khoa bắt đầu cũng đã chủ động trong vấn đề sắp xếp nhân sự, chẳng hạn như là sẽ tăng lên, ví dụ như lúc trước thì mỗi bác sĩ sẽ khám một bác sĩ, thì bây giờ là đã tăng lên 2 bác sĩ, nhân viên chích ngừa thì lúc trước là 2, thì bây giờ tăng lên 4. Và lượng vaccine, lúc trước là do trong chương trình tiêm chủng quốc gia, một cái lọ vaccine thì phải chích cho 10 bé, thành ra là chúng tôi là tập trung chích vào một buổi sáng trong tuần, nhưng bây giờ là tinh thần là mỗi ngày mỗi chích. Các bệnh viện đang điều trị các trẻ mắc các bệnh mãn tính thì sẽ lập danh sách và kiểm tra tiền sử tiêm chủng.
tư vấn cho người nhà để tiêm vaccine nếu không có chống chỉ định. Đối với những trường hợp trẻ mà không thể tiêm được vaccine, thì nếu như có nguy cơ chẳng may bị tiếp xúc với một ca mắc bệnh sởi, thì sẽ cần được hội chẩn và sử dụng gamma globulin để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Chiến dịch tiêm phòng vaccine sởi tại thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang ngày thứ ba. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, một trong những nguyên nhân khiến tình hình dịch sởi trên địa bàn trở nên nghiêm trọng là độ bao phủ vaccine vẫn chưa đạt yêu cầu. Thêm nữa là hiện gần 20% trẻ em đang sinh sống trên địa bàn có địa chỉ cư trú ở tỉnh khác, khiến cho việc theo dõi, mời tiêm gặp khó. Trẻ có đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố hay trẻ đăng ký hộ khẩu ở bất cứ một tỉnh nào, nhưng trong thời điểm hiện nay mà trẻ đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh thì đều phải được tiêm chủng trong đợt chiến dịch này, và đó là tiêm chủng bắt buộc bởi vì dịch sởi nó đang tăng rất nhanh ở thành phố. Để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng lần này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 300.000 liều vaccine sởi rubella mua từ nguồn ngân sách thành phố. Trên cơ sở dự trù vaccine của các đơn vị, hiện trung tâm này đã phân bổ 88.100 liều cho Trung tâm Y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức và một số bệnh viện tuyến thành phố để kịp thời tổ chức tiêm. Lãnh đạo ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, trong bối cảnh số ca mắc liên tục tăng, dần chuyển sang nhóm trẻ lớn và trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng không chọn lọc là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, nhanh chóng bao phủ trên 95% để tạo miễn dịch cộng đồng, kịp thời kiểm soát dịch bệnh. Và đến đây chúng tôi cũng xin để kết thúc Chuyện Trong Ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.